Chào mừng các bạn đến với kênh Nhà Đất 927. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một vị trí khu vực 4 phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ha. Miếng này với diện tích là ngang là 28, dài 36. Hướng đồng hả các bác? Đất được bơm cát cao ráo ha, có ranh gấp đời là rõ ràng ha. Ranh của mình là từ cái mí cho đây ha, cái mí ha. Đi theo cái đường này. Đi dài qua với tới mí bển ha các bác. Rồi đây đi ra là trước. Rồi là 36 mét ha. Lộ hiện tại là lộ nông thôn. Sang năm là mở rộng lộ 5 mét ha các bác. Rồi. Hiện tại thì giấy tờ thì đầy đủ ha. Giá thì chính chủ gửi mình bán đó là 3 tỷ. Thương lượng thì phần giấy tờ thôi ha các anh chị. Học thương này thương lượng ít ha, về phần giấy tờ thôi ha. Đây. Bây giờ dòng các bác xem ha. Xung quanh khá là đông dân cư ha các bác. Đây. Phía trước đất thì có một cái con kênh nhỏ ha. Lộ trước này sắp sang năm sẽ mở sang mở lộ rộng ra 5 mét. Đi thẳng ra đường quốc lộ 61C ha. Mình xin nhắc lại là thông tin thêm một lần nữa là miếng này là thuộc khu vực 4 phường Bãi Láng, thành phố Cần Thơ, với diện tích là ngang 28, dài 36, hướng đông, đất nền được bơm cát bằng bằng cao gáo ha, có cái chủ ganh thì rõ ràng, giá chủ gửi bán là 3 tỷ, thương lượng về phần giấy tờ thôi nha các anh chị. Về phần giấy tờ thì khi anh chị nào có đi xem đất thì bên mình sẽ hỗ trợ phần giấy tờ hết mình ha, đầy đủ các giấy tờ cho các anh chị ha, đáp ứng yêu cầu của các anh chị. Rồi cái miếng này tới đây là hết ha. Cảm ơn các anh chị đã xem video, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ha, và bật nút thông báo để nhận những video sản phẩm mới nhất từ kênh của mình ha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều.